Hi, I'm Jamie, I'm Doc's teacher. À, chào anh chị, thầy là Jamie, là giáo viên của Doc. Và em là Quỳnh Như, trợ giảng của Doc. I've noticed Doc has started to lose focus lately a lot in class. Dạo này thì thầy cảm thấy Doc đang bị mất tập trung trong lớp học. She often forgets the vocabulary that we've learned and she seems constantly tired. Doc thì thường quên những cái từ vựng đã học và cô bé thì luôn tạo ra cảm giác mệt mỏi. Doc really needs to focus and study more at home as well. Doc cũng cần tập trung nhiều hơn và học siêng năng hơn để có kết quả tốt hơn. She needs to review the vocabulary so her English is better. Cô bé cũng cần ôn luyện những từ vựng của mình để tiếng Anh của mình cải thiện. Yeah. If she focuses more, she'll be really good. Nếu mà Doc tập trung nhiều hơn thì cô bé sẽ rất là tốt. Yeah. Thank you. Cảm ơn chị.